Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất, máy bay tiếp dầu tàng hình, ý tưởng điên rồ của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, không quân Mỹ đã tiêu tốn hàng tỷ đô la để phát triển máy bay tàng hình. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất để duy trì chúng là máy bay tiếp dầu thì vẫn chưa có giải pháp cuối cùng. Hoa Kỳ đã dành hàng tỷ đô la để chế tạo ra các loại vũ khí nền tảng tàng hình như là máy bay chiếm ưu thế trên không, máy bay tấn công, máy bay ném bom, tên lửa hành trình và máy bay không người lái chính xác. Chắc chắn ý tưởng về một máy bay tiếp dầu tàng hình để giúp duy trì hoạt động của các loại vũ khí tàng hình kể trên sẽ không phải là một sự ngông cuồng, bởi thực tế rằng Mỹ đang cho triển khai các bước đi đầu tiên. Khái niệm về một máy bay tiếp dầu tàng hình không hề vô lý như là chúng ta vẫn nghĩ vì một lý do đơn giản, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và F-2 của Lầu Năm Góc được cho là đã tạo ra chiến lược không chiến thế kỷ 21, chỉ đơn giản là không thể bay đủ xa. Bán kính chiến đấu 1.100 km của F-35 có vẻ không tệ so với các máy bay chiến đấu thông thường như là F-18 Super Hornet hay là F-16 Fighting Falcon. Nhưng những máy bay không có khả năng tạo hình có thể mang nhiên liệu trong các bình chứa dưới cánh để tăng bán kính chiến đấu. Trong khi đó, một chiếc F-35 lại không thể mang những khối kim loại đó dưới cánh nếu nó muốn mặt cắt radar cực nhỏ của nó không bị ảnh hưởng một vấn đề khác với bán kính chiến đấu của máy bay tàng hình và không tàng hình là cần phải triển khai chúng từ các căn cứ không quân hoặc là tàu sân bay nằm trong phạm vi tác giả của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của đối phương các cuộc xung đột từ thế chiến thứ hai đến afghanistan đã chỉ ra rằng các loại máy bay dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi mà chúng đang nằm trên mặt đất hoặc là đường băng tàu sân bay một điều gần như chắc chắn rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc một cơn mưa tên lửa đáng sợ sẽ trút xuống các căn cứ không quân tại tiền phương. Và có bao nhiêu máy bay sẽ xuất hiện nguyên vẹn sau cơn mưa tử thần đó là điều ai cũng đoán được. May mắn thay, tất cả các máy bay của Mỹ đều có thể được tiếp nhiên liệu giữa không trung. Nhưng mặc dù các máy bay vận tải sửa đổi đóng vai trò tiếp dầu sẽ cố gắng tránh xa các máy bay chiến đấu đối phương, chúng ngày càng có nguy cơ bị bắn hạ bởi các tên lửa không đối không tầm xa như R-37 của Nga có thể hạ mục tiêu từ khoảng cách 300 đến 400 km. Một số lượng nhỏ các máy bay tàng hình do Nga hoặc Trung Quốc chế tạo cũng có khả năng bỏ qua các máy bay tàng hình của Mỹ và tập trung vào việc tiêu diệt các máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không. Chiến lược này sẽ kết thúc khả năng tiếp dầu trên không của Không quân Hoa Kỳ và khiến cho các máy bay tàng hình mắc kẹt và rơi hàng loạt trên Thái Bình Dương do không đủ nhiên liệu để trở về căn cứ. Vấn đề nan giải hơn nhiều nếu các máy bay chiến đấu tàng hình đang xâm nhập không phận đối phương. Nhiệm vụ của F35 ngay từ khi thiết kế các hệ thống phòng không như là F-400 do Nga sản xuất có khả năng tấn công máy bay hỗ trợ chậm chạp cho F-35. Điều này có nghĩa là các máy bay tiếp dầu trong quá trình lang thang gần không phần của đối phương để sẵn sàng hỗ trợ cho F-35 sẽ có khả năng bị hiển thị trên radar và tấn công bởi máy bay chiến đấu của đối phương. Do đó, một máy bay tiếp dầu có thiết diện radar thấp, tàng hình có thể giải quyết gọn ghé các vấn đề. Hiện tại, không quân Hoa Kỳ đang mua 179 máy bay tiếp dầu KC-46A Pegasus được phát triển dựa trên máy bay Boeing 767. Cùng với việc dần loại biên 400 máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-10 cũ, không quân Mỹ dự định sẽ triển khai một số máy bay tiếp dầu thông thường khác có tên là KCI bắt đầu từ những năm 2024 trước khi thay thế bằng các máy bay tiếp dầu tàng hình KCZ. Tuy nhiên, vào năm 2016, tướng Carlton Evertas trong một bình luận với tờ Defense News cho biết rằng Lầu Năm Góc có thể loại bỏ chương trình KCI để mua thêm các máy bay KC-46 nâng cấp và việc triển khai các máy bay tiếp dầu tàng hình KCZ sẽ sớm hơn. Mặc dù là sớm hơn, nhưng tướng Captain Evertas đã cho rằng việc mua sắm KCZ sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2035. Vào tháng 6 năm 2018, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không quân có trụ sở tại Ohio đã cho thấy rằng Mô hình máy bay tiếp nhiên liệu tiên tiến được thiết kế góc cạnh và kỳ lạ. Trong khi đó, hãng Lockheed Martin đã tung ra mô hình của dương họ được có tên là máy bay tiếp dầu tiên tiến và có vẻ đã sẵn sàng để quay lại trong Star Wars. Đầu năm 2018, Lockheed Martin đã thua Boeing trong cuộc cạnh tranh sản xuất máy bay không người lái tiếp nhiên liệu trên không MQ-25, mặc dù có thiết kế được đề xuất của Lockheed, nhấn mạnh khả năng tàng hình hơn các đối thủ khác trong cuộc thi công ty cũng đã đề xuất đưa các động cơ phản lực của máy bay tiếp dầu tàng hình lên mặt trên của cánh, giống như là thiết kế của máy bay nắm bom B2 cho mục đích giảm mặt cắt ngang. Các thiết kế nói trên không phải là một máy bay do họ phát triển từ ý tưởng của mình, mà thay vào đó, chúng được lấy ý tưởng từ không quân, những người bày tỏ sự quan tâm đến một máy bay tiếp dầu kiểu thân cánh liền khối. Thay vì máy bay có thân hình ống và cánh, một chiếc BVKB hợp nhất đôi cánh vào thân máy bay tạo thành hình tam giác. Bề mặt cánh trong thiết kế này hiệu quả trong việc tạo lực nâng và máy bay tạo thành mặt phẳng hiển thị radar thấp vì không có nhiều các góc phản xạ radar tuy nhiên máy bay tước dầu thường xuyên được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ như là máy bay phản lực chở hàng do đó một máy bay tước dầu tàng hình vẫn có thể cần các khoang chứa hàng lớn và tạo thành một điểm phòng một điểm đặc biệt của một chiếc máy bay chở hàng tàng hình là nó có thể được sử dụng để đưa lực lượng đặc biệt vào sâu trong lãnh thổ đối phương đây là khả năng mà lực lượng đặc biệt đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ trong các phương án cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các tiền đồn nằm trong các ô chống tiếp cận của tên lửa phòng không tầm xa đối phương. Tuy nhiên, một thiết kế máy bay chở hàng tàng hình nhiều khả năng giá không tương đồng với một máy bay tàng hình được thiết kế chỉ để tiếp nhiên liệu trên không. Một thách thức khác để chế tạo một máy bay tiếp dầu tàng hình là giá cả phải chăng liên quan trực tiếp là máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tàng hình đạt được tiết diện phản xạ radar thấp một phần bằng cách kết hợp với các lớp phủ hay còn gọi là vật liệu hấp thụ radar. Tuy nhiên, vật liệu hấp thụ radar RAM sẽ làm tăng đáng kể chi phí vận hành và yêu cầu bảo trì của các máy bay chiến đấu tàng hình cỡ nhỏ. Có lẽ chi phí đó sẽ lớn hơn nhiều so với một máy bay tiếp dầu tàng hình khổng lồ bay hàng nghìn giờ mỗi năm. Do đó, phương án RAM giá thành thấp là cần thiết để tránh chi phí vận hành từ 135 đến 169 000 đô la mỗi giờ bay như là máy bay ném bom tàng hình B2. Một số ý tưởng khác, không quân có thêm ý tưởng để làm cho các máy bay tiếp dầu tàng hình trong tương lai của họ sống sót, bao gồm cả việc kết hợp các hệ thống phòng thủ tích cực để bắn hạ các tên lửa đang tới và có thể đó là vũ khí laser. Tuy nhiên, một khái niệm khác liên quan đến việc sử dụng các thiết bị gây nhớ radar thế hệ mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động điều chỉnh tần số. Những kẻ gây nhiễu như vậy có thể tra khuất hoặc lợi thậm chí làm sai lệch vị trí của một chiếc máy bay trên radar. Lầu Năm Góc cũng muốn các máy bay tiếp dầu tàng hình thế hệ tiếp theo của mình có tính năng tương tự điều khiển nhiều hơn để giảm số lượng phi hành đoàn và đẩy nhanh quá trình tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Không quân cũng bày tỏ sự cởi mở đối với cách tiếp cận hoàn toàn khác với một chiếc KCZ tàng hình, tương tự như là máy bay không người lái UAV tiếp dầu Boeing MQ-25 của Hải quân Hoa Kỳ. Máy bay tiếp dầu tàng hình không người lái có thể phù hợp với các chiến lược tiếp nhiên liệu phân tán, trong đó các UAV lấy nhiên liệu từ một máy bay tiếp dầu thông thường cỡ lớn với vai trò mẹ và sau đó chuyển nhiên liệu cho máy bay chiến đấu tàng hình trong khu vực giao chiến. Tuy nhiên, một kế hoạch tiếp nhiên liệu theo chuỗi như vậy có thể sụp đổ một cách thảm khốc nếu tàu mẹ bị đối thủ nhắm đến. Đáng chú ý là có thể có giải pháp đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, đó là loại bỏ tư duy phụ thuộc vào các máy bay tầm ngắn của lầu năm góc bằng máy bay ném bom tàng hình tầm xa B21 hoặc là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6 trong tương lai. Đi cùng với đó là mở rộng khả năng tấn công bằng các tên lửa tự hành, tự điều khiển hoặc là các máy bay không người lái tấn công UCAV tàng hình tầm xa. Không biết trong tương lai loại máy bay thấp dầu tàng hình có được đưa vào sử dụng hay không, nhưng chắc chắn ý tưởng này đã được Mỹ triển khai và có kết quả nhất định. Tuy ý tưởng này không quá điên rồ như chúng ta tưởng tượng, nhưng để triển khai và khai thác thực tế, thì số tiền bỏ ra là một con số không nhỏ và chắc chắn chỉ có Mỹ với tiềm lực kinh tế hùng mạnh mới có đủ sức nuôi một ý tưởng điên rồ như vậy. Còn với các quốc gia khác mà cụ thể là Nga, chắc chắn sẽ không đi theo hướng này mà họ sẽ tập trung phát triển các loại tên lửa tấn công tầm xa một cách khác là sử dụng các loại máy bay ném bom tầm xa, chiến đấu cơ tàng hình thế thứ 6 trong tương lai. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.